vị hoàng hậu linh hoạt nhất, linh hồn của cô đã xuyên không vào cơ thể của một vương phi giữa kẻ thù là hoàng đế và người yêu là hoàng tử, lòng khát khao báo thù tràn ngập. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ quyến rũ, người đàn ông đang cùng nhiệt với Đoan vương phi, nhưng vào lúc này, một người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện tại cửa. Sau một thời gian, Đoan vương phi đang trong trạng thái hôn mê tỉnh lại, Đoan vương tới kiểm tra tình hình của cô, người phụ nữ cảm thấy lạ lùng trước sự xuất hiện của Tiêu Triệt. Cô dưới danh nghĩa hoàng hậu cáo buộc Tiêu Triệt xông vào phòng ngủ một cách bừa bãi, điều này khiến Tiêu Triệt tức giận cô đang giả vờ cái gì vậy tuy nhiên thực tế linh hồn của hoàng hậu đã chuyển vào cơ thể của đoan vương phi giang cẩm ly cô thực sự đã đổi thân xác khi hoàng hậu kiểm tra xong môi trường xung quanh cô dần chấp nhận sự thật về việc xuyên không sau đó tiêu triệt bày tỏ muốn dẫn người phụ nữ đi tham gia tang lễ của hoàng hậu không ngờ thân xác của hoàng hậu đã chết 4 giờ trước hoàng hậu vương uẩn từ đang tổ chức tiệc mừng thọ của mình đoan vương gửi tặng một món quà tinh xảo mặt khác giang cẩm ly ban đầu cùng với một số phi tần khác đến tham dự tiệc mừng thọ hoàng hậu bên ngoài phòng ngủ những màn pháo hoa đẹp mắt nở rộ trên bầu trời lúc này hoàng đế tiêu mặc đến pháo hoa chính là món quà do ông chuẩn bị tuy nhiên hai người không nói chuyện được bao lâu tòa tháp nơi hoàng hậu đang ở đã bốc cháy từ đó hoàng hậu cuối cùng đã chết cháy trong biển lửa may mắn thay chiếc ngọc phỉ thúy đuổi côn trùng mà bà nhận được trước đó vẫn còn rất nhanh sau đó hoàng hậu vương uẩn từ đóng vai giang cẩm ly đến bể nước tắm rửa tuy nhiên đúng lúc đó có người trong nước đã kéo bà xuống bốn giờ trước trận hỏa hoạn bùng phát rất dữ dội để cứu người đoan vương tiêu triệt đã không quản nguy hiểm xông vào cung điện của hoàng hậu nhưng ông không cứu được người hoàng hậu mà mình yêu mến chỉ mang được giang cẩm ly ra ngoài tiêu triệt cảm thấy vụ hỏa hoạn này rất kỳ lạ quyết định mở cuộc điều tra lúc đó trong nước ông định đứng dậy nhưng lại vô tình nắm phải chân của giang cẩm ly sau một hồi hoảng sợ chàng trai ngày càng tiến gần hơn ông nghĩ rằng cô gái đến bể nước là để quyến rũ mình nhưng tiêu triệt không có ý định gây chiến ngay tại chỗ có vẻ như mối quan hệ giữa ông và giang cẩm ly ban đầu không mấy hòa thuận sau khi tắm xong, uẩn từ thấy tiêu triệt đang trừng phạt nha hoàn tên là tuyết liên về sự thật của vụ việc là nha hoàn cố gắng đánh cắp hộp lụa đính kèm của tiêu triệt điều này khiến mọi người cảm thấy rất hoài nghi ngày hôm sau uẩn từ đến hiện trường tăng lễ của hoàng hậu bà rất buồn bã vì chỉ có một nha hoàn không chết còn những vị khách ở tầng hai thì đều đã bị cháy chết rất nhanh sau đó đoan vương tiêu triệt đến tham dự lễ uẩn từ ngay lập tức nghi ngờ chàng trai cho rằng chính anh ta đã phóng hỏa anh ta vì vậy vương uẩn từ quyết định đi tìm bằng chứng rất nhanh, cô gái đã vào phòng của Tiêu Triệt. Cô tìm thấy một lá bùa an toàn và một chiếc lọ kỳ lạ chứa phốt pho vàng dễ cháy, không nghi ngờ gì đây chính là bằng chứng. Tuy nhiên, khi Tiêu Triệt trở về vào buổi tối, anh lại để mắt tới cô gái. Vương Uẩn Từ cầm trên tay bột côn trùng Tây vực, có thể dùng để đầu độc Tiêu Triệt. Cô gái đã cho bột vào trong rượu và Tiêu Triệt đã uống sạch. Anh muốn xem người phụ nữ này muốn chơi trò gì. Sau đó, chàng trai đã nắm lấy Vương Uẩn Từ muốn làm khó dễ cô. Vương Uẩn Từ đã lấy bình rượu ném lại, nhưng vào thời khắc then chốt, độc côn trùng cuối cùng đã phát tác, chỉ là đây có vẻ không phải là độc truyền thống mà là độc tình. Vì thế Tiêu Triệt quyết định cưỡng bức Vương Uẩn Tử. Trong lúc vật lộn, Tiêu Triệt nhìn thấy khuôn mặt của Giang Cẩm Ly nhưng lại nghĩ đó là Vương Uẩn Tử, điều này khiến anh ngay lập tức nhớ lại quá khứ. Khi đó anh dưới danh nghĩa người đeo mặt nạ đã nhận được sự điều trị y khoa từ Vương Uẩn Tử. Bệnh nhân và đại phu đã nảy sinh tình cảm với nhau, đây chính là tình cảm mà Tiêu Triệt dành cho hoàng hậu. Sau đó anh đã kể về tình yêu của mình dành cho hoàng hậu, nhưng để tránh bị xâm hại, Vương Uẩn Từ cuối cùng đã rút châm cài tóc đâm qua. Sau khi rời khỏi phòng, Tiêu Triệt cảm thấy khó chịu khắp người. Để cứu chàng trai, Vương Uẩn Từ lại trở lại phòng và bỗng nhiên cô nhận ra Tiêu Triệt chính là người đeo mặt nạ ngày xưa đó. Vì để cứu người, Vương Uẩn Từ đã dùng miệng để hút độc côn trùng cho chàng trai. Chỉ sau một đêm, Tiêu Triệt lại trói Vương Uẩn Từ đang hôn mê và bịt mắt bắn tên, định sẽ bắn chết cô. May mắn thay, sau vài lượt bắn, Tiêu Triệt không thực sự giết chết Vương Uẩn Từ, ông vẫn thả cô xuống. Lúc này, cả hai đều rất hoang mang vương uẩn từ biết rằng khả năng cao người đàn ông không phải là kẻ sát nhân còn tiêu triệt thì đang suy đoán mục đích thực sự của vương uẩn từ khi đầu độc tăng lễ của hoàng hậu bắt đầu và lúc này hoàng đế đã đến vị hoàng đế đau buồn đã lấy ra thư từ trao đổi giữa hai người và đốt chúng ông trông rất buồn bã sau khi lễ tưởng niệm kết thúc nha hoàn tìm đến tiêu triệt giao cho anh bột màu xám từ hiện trường vụ cháy cho biết đó là cùng một chất với bột mà vương phi đã nhận được sau đó anh ta còn tiết lộ một sự kiện quan trọng đó là trong ngày xảy ra hỏa hoạn chỉ có 7 người bị thiêu chết, còn lại đều bị bóp cổ đến chết. Tiêu Triệt lập tức chuyển sự thù hận của mình sang Giang Cẩm Ly. Mặt khác, Vương Uẩn Từ hào hứng chạy đến với hoàng đế và chàng trai cũng chủ động làm lành với người phụ nữ, họ lập tức ôm nhau. Tuy nhiên, hoàng đế lại nói về một chuyện lạ, ông nói rằng mình đã bận rộn sai người cứu hoàng hậu, không thể chăm sóc Giang Cẩm Ly. Ký ức bất ngờ hiện về, hóa ra người từng ngoại tình với Giang Cẩm Ly chính là hoàng đế, và người đã dàn dựng hãm hại hoàng hậu Vương Uẩn Từ cũng chính là Giang Cẩm Ly, cô đã thêm bông đã ngấm phấn nitrat vào quần áo của hoàng hậu. Phốt pho vàng cũng là thứ Giang Cẩm Ly đã đánh cháo cho tiêu triệt. Còn hoàng đế, anh ta biết rõ mọi chuyện và là đồng lõa, hai người định giết hoàng hậu để sau này có thể ngoại tình một cách công khai. Nghĩ đến đây, vương Uẩn từ trong cơn giận dữ đã rút châm cài tóc ra và đâm chết hoàng đế ngay trên đường phố. Tuy nhiên thực tế đây chỉ là tưởng tượng, vương Uẩn từ thực sự không dám hành động. Về phần hoàng đế, để thực hiện mưu đồ ngoại tình, ông ta còn định hãm hại đoan vương và chu di tam tộc ông. Tuy nhiên, lúc này tiêu triệt đã đến anh đã đưa vương uẩn từ đi ngay trước mặt hoàng đế nhưng tiêu triệt cũng rất nghi ngờ thân thể của giang cẩm ly và do vương uẩn từ không giải thích rõ ràng cô chỉ có thể tiếp tục sử dụng danh tính này để rửa sạch mình rất nhanh sau đó mẫu hậu đã tìm đến vương uẩn từ hỏi về vụ phóng hỏa bà không muốn con gái mình trở thành kẻ giết người bởi điều đó sẽ liên lụy cả nhà họ giang may mắn thay vương uẩn từ đã che giấu được quá khứ mặt khác cấp dưới đã tìm ra sự thật về nha hoàn tuyết liên cô ta chính là người do đoan vương phi giang cẩm ly chỉ đạo thông đồng với các cung nữ để cho phấn nitrat vào quần áo hoàng hậu trực tiếp giết chết hoàng hậu và thực tế đoan vương phi có quan hệ với hoàng đế nghe đến đây tiêu triệt không thể kiềm chế được nữa anh muốn báo thù cho hoàng hậu rất nhanh chàng trai đã đến phòng tắm anh trực tiếp xích cổ vương uẩn tử định tra hỏi sự thật khi thấy người phụ nữ không chịu kể chi tiết tiêu triệt đã đẩy cô xuống nước may mắn thay nắm đấm của tiêu triệt bỗng chảy máu tươi độc côn trùng của anh ta bỗng phát tác thấy rằng mạng sống của chàng trai có nguy hiểm, Vương Uẩn Từ đành phải dùng nụ hôn để giúp anh giải độc. Hôn là cách giải độc côn trùng, nhưng dù vậy, Tiêu Triệt vẫn không có ý định tha thứ cho Vương Uẩn Từ, anh quyết tâm để thân xác của Giang Cẩm Ly phải trải qua mọi đau khổ của hoàng hậu. Bên phần linh đường, mọi người đang khóc thương. Lúc này, Vương Đại Bảo, con trai cả của nhà Vương, đã xông vào đại sảnh. Vương Uẩn Từ cũng là người của nhà Vương, định bảo vệ Đại Bảo và đuổi cậu ra ngoài, may mắn thay hoàng đế không cho rằng cậu bé đã mất lễ nghi. Ngay sau đó, một thái giám tìm đến đại sảnh báo cho hoàng đế biết rằng tuyết liên đã bị xử tử cô gái không tiết lộ chuyện chiếc hộp lụa nhưng không lấy được vật trong hộp điều này khiến hoàng đế cảm thấy bực tức ngay lập tức hoàng đế triệu tập đoan vương tiêu triệt để gây sự ông nhắc lại chuyện 7 năm trước khi anh em đoan vương tiêu triệt dẫn quân vào cung lúc bấy giờ vua cha mới mất tiêu triệt vội vã đến để nhìn mặt cha lần cuối nhưng các quan lại cho rằng anh xông vào điện thượng là phạm tội mọi người đều mong muốn chàng trai phải giao quyền binh và phục tùng dưới chân hoàng đế mới sau đó Tiêu Triệt đã quyết đoán giao nộp bùa chú binh quyền, chàng trai cho rằng mình chỉ là một kẻ vô hại, nhưng chính vì thế, hoàng đế càng không thể để yên cho anh. Không thể để vào buổi tối, Vương Uẩn Từ trở lại cung điện ngày xưa của mình, cô mặc lại quần áo và đeo trang sức của mình, hồi tưởng về vẻ đẹp của mình ngày nào. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, nha hoàn cũ Hoa Tiên bước vào và cô ta lại thấy hồn ma của hoàng hậu đã khuất. Hoa Tiên hoảng sợ cầu xin tha thứ và bắt đầu kể về việc bị ép buộc, hóa ra là hoàng đế đã bảo Hoa Tiên cho nitrat vào váy của hoàng hậu và hoàng đế cũng bảo cô ta thêm thức ăn lạnh vào món ăn của hoàng hậu để khiến hoàng hậu không thể sinh con rõ ràng là hoàng đế chưa bao giờ yêu vương uẩn từ ông không muốn có con cái mang dòng máu nhà vương vương uẩn từ càng thêm tuyệt vọng và điên cuồng làm hoa tiên hoảng sợ chạy vội ra khỏi đại điện vương uẩn từ cuối cùng đã hiểu ra sự thật ban đầu hoàng đế e ngại sức mạnh của cha cô và chưa từng có hành động gì nhưng sau khi cha cô chết hoàng đế bắt đầu nhắm vào người nhà vương trực tiếp khiến các đứa con của vương uẩn từ xảy thai nhớ lại cảnh mình cầu xin trời cho mình có con trái tim vương uẩn từ gần như tan nát vì vậy vương uẩn từ thế ngay lập tức rằng cô sẽ khiến hoàng đế tiêu mặc phải trả giá bằng máu đột nhiên cô gái ngất xỉu lúc này tiêu triệt vội vàng đến và anh tình cờ nhặt được chiếc ngọc phỉ thúy đặc biệt của hoàng hậu bỗng nhiên tiêu triệt liên hệ được vương uẩn từ với giang cầm ly vương uẩn từ ngủ một ngày khi tỉnh dậy cô đến phòng của tiêu triệt nhưng thấy chiếc hộp lụa cá nhân của anh bên trong có một chiếc hộp cơ khí nhờ thành thạo kỹ thuật cơ khí Vương Uẩn Từ nhanh chóng tìm thấy con dấu hoàng hậu bên trong. Quả nhiên, Giang Cẩm Ly trước mắt chính là hoàng hậu Vương Uẩn Từ. Đôi mắt của Tiêu Triệt đã rơi lệ. 7 năm trước, một nhóm cướp đã bắt cóc em trai của Vương Uẩn Từ. May mắn thay, Tiêu Triệt đã đeo mặt nạ và bắn phi tiêu giết chết bọn bắt cóc, nhưng anh cũng bị thương nặng. Vì thế, Vương Uẩn Từ đã đưa anh về nhà mình, cô gái hy vọng chàng trai sẽ an tâm hồi phục. Từ đó, hai người đã kết nối với nhau. Sau khi lành vết thương, Tiêu Triệt sẽ cùng chị em đi thả diều, cô gái sẽ tặng vòng hoa cho anh. Một thời gian sau, đã đến lúc Tiêu Triệt phải rời đi, anh đã tặng chiếc ngọc phỉ thúy trắng cho Vương Uẩn Tử, còn cô gái thì đáp lại bằng cách tặng lại cho anh chiếc hộp cơ khí, con dấu thì do em trai cô lén cho vào. Bây giờ mọi thứ đã liên kết lại với nhau, và kể từ khi hai người là một cặp từ ban đầu, Tiêu Triệt đã ôm trầm lấy Vương Uẩn Tử. Anh kể về nguồn gốc của ngọc phỉ thúy, đó là một bảo vật cổ được luyện chế từ thời cổ đại, có khả năng hồi sinh người chết và bây giờ nó đã phát huy tác dụng. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc ngọc phỉ thúy này vốn là vật định tình nhưng khi tiêu triệt gặp lại vương ẩn tử cô đã trở thành hoàng hậu điều này khiến tiêu triệt cảm thấy rất tự trách anh thề sẽ mãi mãi bên cạnh cô gái nhưng vương ẩn tử đã từ chối tình yêu của tiêu triệt mục tiêu của cô là báo thủ hoàng đế một ngày mới hoàng đế đã ban chỉ yêu cầu đoan vương phi đọc kinh cho vương hoàng hậu điều này khiến vương ẩn tử cực kỳ phấn khích rất nhanh vương ẩn tử đã đến phòng linh đường và ngay lập tức hai người trở nên thân mật vương uẩn tử giả danh giang cẩm ly để đòi lợi ích hoàng đế yêu cầu cô gái làm thêm một việc đó là mang chiếc hộp lụa đến tuy nhiên thực tế bên trong chỉ là một con dấu có vẻ như hoàng đế đã nhầm lẫn điều gì đó lúc này vương uẩn từ bỗng nhiên hiểu ra không chỉ mình cô ngay cả giang cẩm ly cũng chỉ là một con cờ sau khi đồng ý với yêu cầu của hoàng đế vương uẩn từ gặp hiền phi trên hành lang người phụ nữ này dùng cớ vương uẩn từ chạy loạn để muốn đánh cô may mắn là tiêu triệt kịp thời can thiệp và ngăn chặn hiền phi vào buổi tối tiêu triệt vào phòng và dự định ngủ cùng vương uẩn từ may thay anh không lên giường mà chỉ ngủ trên cái giường gỗ không xa nhưng không bao lâu sau vương uẩn từ bắt đầu mơ ác mộng và tiêu triệt đã tiến lại ôm chặt lấy cô giúp cô vượt qua đêm dài khó khăn lễ tang của hoàng hậu cuối cùng cũng kết thúc lúc này hoàng đế nhận được tin tối hôm qua tiêu triệt và giang cẩm ly đã qua đêm với nhau hoàng đế lập tức nổi giận trong đầu ông hình dung ra cảnh giang cẩm ly và tiêu triệt hôn nhau điều này khiến ông cực kỳ tức giận vì thế ông đã xô đẩy hiền phi ở bên cạnh hoàng đế vội vàng ra chỉ Yêu cầu Vương Uẩn Từ lấy chiếc hộp lụa, vì thế cô gái liền định lấy chiếc hộp để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, Tiêu Triệt trong phòng gặp gỡ với Trương Công Ty, người này trước đây là người giữ con dấu của hoàng đế trước. 7 năm trước đã bị người ta truy sát nên đã trốn chạy suốt từ đó, bây giờ ông ta nói với Tiêu Triệt rằng kẻ truy sát mình chính là hoàng đế hiện tại. Hóa ra khi hoàng đế trước bệnh nặng, cha của Giang Cẩm Ly là thừa tướng và cha của Vương Uẩn Từ là thái phó, cả hai đã cùng soạn thảo chiếu chỉ. Trương Công Công nghe qua chi tiết vụ việc, hoàng đế trước định truyền ngôi cho Tiêu Triệt. Có lẽ đây chính là lý do hoàng đế hiện tại muốn giết người để bịt miệng. Ngay sau đó, hoàng đế tìm đến Vương Uẩn Từ và kéo cô lên giường, rồi bắt đầu hôn cô. Đúng lúc này, chiếc hộp cơ khí của Vương Uẩn Từ rơi xuống, hoàng đế thấy vậy vô cùng vui mừng, không còn thèm khát cơ thể người phụ nữ nữa. Ông lại hứa hẹn với cô gái, chờ đến khi thời gian tang của hoàng hậu hiện tại kết thúc, sẽ phong cô làm hoàng hậu mới. Điều này cho thấy hoàng đế thực sự không yêu bất cứ người phụ nữ nào trong hai người. Cô gái lập tức khóc lóc thảm thiết, cô uống rượu để quên sầu suýt nữa đã say. May mắn là Tiêu Triệt đã ra tay, ôm cô lên giường. Vào buổi tối, chiếc hộp cơ khí đã được mở thành công, nhưng bên trong lại là bột giữ nhan sắc của Tây vực. Hoàng đế vô cùng tức giận, ông nhất định phải tìm ra chiếu chỉ của hoàng đế trước. Ngày hôm sau, đại bảo đang thả diều trong sân, điều này khiến Vương Uẩn Từ vô cùng vui sướng. Cô không ngờ rằng đứa trẻ lại có thể nhận ra mình. Lý do cậu bé xuất hiện cũng là Tiêu Triệt tạo cơ hội để cô có người đồng hành vui vẻ. Rất nhanh, Vương Uẩn Từ đã cầm lấy tay cầm và bắt đầu chơi với con diều, nếu cô không đủ sức tiêu triệt sẽ giúp đỡ từng bước một tuy nhiên đúng lúc đó anh nhận được tin nhắn nguy hiểm từ trương công công và ngay lập tức anh vội vã đến phòng để đối phó với kẻ ám sát sau đó anh dự định đưa trương công công đến một nơi an toàn khi vương uẩn từ trở lại phòng cô ngay lập tức bắt đầu bôi thuốc và băng bó vết thương cho tiêu triệt mối quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn bao giờ hết họ đều sợ rằng sẽ không thể kiềm chế bản thân trong căn phòng này vương uẩn từ cởi áo ngoài của tiêu triệt cô phải sát cạnh người anh để dán băng keo sau đó Tiêu Triệt kể lại sự việc, ban đầu khi anh ở bên ngoài, chính là bị tổ chức sát thủ do hoàng đế Tiêu Mặc chỉ huy truy sát. Tiêu Triệt vất vả mới tránh được thảm họa, nhưng khi vào cung lại phát hiện Vương Uẩn Từ đã trở thành chị dâu của mình, thật sự là một mối lương duyên lỡ làng. Ngay sau đó, hoàng đế sai người đến kiểm tra Tiêu Triệt, vì hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ rằng chàng trai này có mưu đồ với Trương Công Công. Anh vội vàng xông vào phòng, may mắn là Tiêu Triệt kịp thời kéo Vương Uẩn Từ lại và hai người ngay lập tức hôn nhau, tỏ ra đang thể hiện tình cảm, như vậy công công chỉ có thể vội vàng giải thích rồi rút lui nhưng ông vẫn nhìn thấy những tờ giấy máu trên sàn vương uẩn từ cũng phát hiện ra điều mới đó là cơn độc của tiêu triệt không còn phát tác nữa lúc đó chàng trai lấy ra hộp độc côn trùng phát hiện trên đó viết rằng chỉ cần người yêu dâng hiến nụ hôn độc sẽ được giải vương uẩn từ quả thật đã yêu mình mặt khác công công đã tiết lộ chuyện tiêu triệt cứu trương công công hoàng đế lập tức chuẩn bị hành động tiêu triệt biết chuyện bức di trúc giả không trách hoàng đế luôn tìm kiếm chiếc hộp lụa vì thế tiêu triệt chủ động ra tay sai người dán thông báo ngoài đường quảng bá chuyện hoàng đế giả vương uẩn từ khiến hoa tiên hoảng sợ bắt cô ta đi khắp cung điện giao tin tức về hoàng đế giả hoàng đế gặp vương uẩn từ giả vờ rất lưu luyến cô gái sau đó lại ôm cô lên giường hai người chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến đấu thật sự may mắn thay vào thời điểm then chốt hoàng đế đột nhiên bị đau bụng hóa ra là vương uẩn từ đã cho anh ta uống độc thiên tàn đây là sự trả thù của cô cho anh ta sau khi bình tĩnh lại hoàng đế kể lại câu chuyện anh ta cho rằng thông báo về hoàng đế giả bên ngoài chính là tiêu triệt đang gây rối vương uẩn từ tự nguyện sung phong giúp đỡ nhưng điều bất ngờ là hoàng đế lại muốn vương uẩn từ lên tiếng chỉ trích tiêu mặc nói rằng chàng trai đã ép vương uẩn từ và vô tình giết chết hoàng hậu hoàng đế lại muốn lợi dụng vương uẩn từ anh ta tiếp tục dùng tình cảm và danh hiệu hoàng hậu để dụ dỗ cô gái nhưng cuối cùng vương uẩn từ vẫn đồng ý uẩn ngày hôm đó vết thương của tiêu triệt đã hoàn toàn lành anh quyết định đến tìm vương uẩn từ tuy nhiên anh lại phát hiện ra bột độc cô để trên bàn trong chốc lát tiêu triệt bỗng nhớ ra cô gái đã từng nhiều lần khó thở đến mức thở dốc liệu vương uẩn từ có đang dùng cơ thể mình để đầu độc hoàng đế không sau đó anh ta đã nắm lấy cô gái để hỏi rõ ràng chi tiết hai người tranh cãi khiến hộp bột bị đổ cuối cùng vương uẩn từ đã nói ra chi tiết hóa ra bột đó là phấn hoa của hoa bằng lăng nếu hít phải lâu dài sẽ dẫn đến tử vong do hen xuyễn vương uẩn từ đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cô gái quá quyết đoán vì vậy tiêu triệt đã hôn cô trong cơn tức giận mặc dù vương uẩn từ đã đẩy tiêu triệt ra nhưng bây giờ cô không thể ra khỏi nhà như vậy tiêu triệt vẫn chờ đợi bên ngoài cửa ngay cả khi trời mưa lớn anh cũng không để cô rời khỏi phòng tuy nhiên tiêu triệt lại ngất xỉu dưới mưa đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy người phụ tá đã vào phòng và nói hai điều một là tiêu triệt đã bị bệnh hai là hoàng đế đã triệu tập vương uẩn từ vào cung cô gái phải lựa chọn như thế nào đây rất nhanh vương uẩn từ theo gác nữ đến một góc vắng vẻ và cô đã nhận ra có điều gì đó không ổn với gác nữ ngay sau đó cô đã bị gác nữ trói vào ghế người này đã rút kim bạc ra và đâm thẳng vào cơ thể vương uẩn tử cách hành xử rất tàn nhẫn đâm kim không đủ gác nữ còn chơi trò nhỏ giọt sáp sau đó kẻ đứng sau màn cuối cùng xuất hiện thật không ngờ là hiền phi vương uẩn tử dùng danh nghĩa hoàng đế để đe dọa hiền phi nhưng người phụ nữ càng trở nên điên cuồng cô ta định vu oan cho cô gái đã quyến rũ hoàng đế như vậy để có thể công khai đầu độc vương uẩn tử ngay khi gác nữ sắp cho cô gái uống thuốc độc may mắn là vào thời điểm then chốt này tiêu triệt đã xuất hiện kịp thời làm cho tình hình trở nên yên áng hẳn. Sau khi ăn ủi cô gái, anh lập tức tìm đến Hiền Phi để gây sự. May mắn, Vương Uẩn Từ đã lên tiếng bênh vực người phụ nữ, nói rằng Hiền Phi đã từng xin sỏ cho đại bảo và cuối cùng hai người mới tha mạng cho Hiền Phi. Rất nhanh, Tiêu Triệt đã đưa Vương Uẩn Từ trở lại phòng, anh bắt đầu điều trị vết thương trên vai cho cô. Mặc dù cơn đau cơ thể rất dữ dội, nhưng ngay lúc đó, chàng trai lại bất ngờ ngất đi. Vậy là Vương Uẩn Từ đã trực tiếp canh giữ Tiêu Triệt suốt đêm. Đến khi chàng trai tỉnh dậy, không khí mập mờ nhanh chóng lan tỏa. May mắn thay, người phụ tá đã vào phòng và gọi Tiêu Triệt đi, nếu không anh có lẽ phải ở lại vài đêm nữa. Không lâu sau, Vương Uẩn Từ lại tìm đến Tiêu Triệt, báo rằng hoàng đế muốn cô chỉ trích chàng trai phạm tội, để cô có thể tìm ra di chúc, từ đó thực sự trở thành hoàng đế chính thống. Như vậy, Tiêu Triệt và Vương Uẩn Từ đề xuất có thể tìm đến Giang thừa tướng để xem di chúc thực sự ở đâu. Tuy nhiên, khi Vương Uẩn Từ tìm đến Giang thừa tướng, ông ta lại muốn tát cô một cái. May mắn là Tiêu Triệt đã kịp thời can thiệp, anh hỏi về hình ảnh cuối cùng của hoàng đế trước khi qua đời. đế, vì lo lắng cho gia đình Giang và Vương bị diệt vong, cuối cùng Giang thừa tướng đã nói ra sự thật. Hóa ra ban đầu hoàng đế trước đích thực đã truyền ngôi cho Đoan Vương tiêu triệt, nhưng vì hoàng đế hiện tại rất bá đạo và có ý định giết người, Giang thừa tướng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin để toàn vẹn. Ông cũng cảm thấy rất ân hận về việc này. Vậy nên, Tiêu Triệt đã đề xuất yêu cầu tìm kiếm di trúc thật. Tuy nhiên, lời nói này không khác gì tuyên bố cả gia đình mưu phản, điều này làm Giang thừa tướng hoảng sợ. Ngày hôm sau, Hoa Tiên trở thành thủ phạm trực tiếp giết hoàng hậu, nhưng chắc chắn phía sau cô ta vẫn có kẻ chủ mưu. Do đó, hoàng đế yêu cầu người phụ nữ này tố cáo thủ lĩnh. Đúng lúc này, Vương Uẩn Từ nhảy ra tuyên bố rằng tất cả đều do Đoan Vương Tiêu Triệt chỉ đạo từ hậu trường. Tuy nhiên, Hoa Tiên lại nói rằng thủ phạm không phải là Tiêu Triệt, cô ta thậm chí còn nhìn chằm chằm vào hoàng đế, không nghi ngờ gì đây là lời chỉ trích sắc bén nhất. Nhưng ngay lúc đó, Hoa Tiên bị đầu độc chết. Vậy là, hoàng đế bình tĩnh cho người đưa Tiêu Triệt vào tù, tương tự, vương uẩn từ cũng bị nhốt trong phòng cô không nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của hoàng đế quả nhiên sau khi hoàng đế rời khỏi ngay lập tức có kế hoạch giết tiêu triệt trước sau đó mới đến lượt giang cẩm ly do vương uẩn từ đóng giả tiêu triệt đã trải qua những hình phạt tàn khốc thậm chí người ta còn muốn rắc muối vào vết thương của anh điều này quá đau đớn may mắn là tiêu triệt và vương uẩn từ đã có kế hoạch anh dự định ở lại trong nhà tù và từ từ tính kế ngày hôm sau anh sẽ sai người đến giải cứu vương uẩn từ cô gái không thể đợi lâu hơn cô đã lên kế hoạch rời đi ngay để cứu người tuy nhiên ngay sau đó hiền phi bất ngờ xuất hiện và cứu cô gái rất nhanh vương uẩn từ đã hóa trang thành một người gác ngục thành công tiến vào nhà tù cô rất xót xa cho chàng trai trước mắt nhưng tiêu triệt lại không có ý định rời đi anh cần ở lại đây thêm một lúc nữa chờ đến khi các vệ sĩ bí mật thay thế cho các lính canh của cung điện tiêu triệt mới có thể khởi động cuộc đảo chính không lâu sau hoàng đế đã đến gặp tiêu triệt không nói hai lời đã bắt đầu roi đánh chàng trai sau đó tiếp tục hành hạ tiêu triệt đủ cách thậm chí bắt anh quỳ xuống bóc cổ mình tiêu triệt đã chịu đựng tra tấn mà không hề nao núng tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ phục tùng hoàng đế vì thế hoàng đế đã quyết định sẽ giết chết tiêu triệt vào ngày mai hiền phi đã giúp đỡ vương uẩn tử nhưng cô ta cũng chỉ trả ơn sau này khi gặp lại vẫn là kẻ thù không đội trời chung hoàng đế đã áp chế tiêu triệt thu được bằng chứng nhận tội của anh như vậy ngày mai có thể hành quyết anh tuy nhiên ngay lúc này một thái giám đã đến báo cáo cho biết Đoan Vương phi đã trốn thoát, điều này khiến hoàng đế vô cùng tức giận, một cuộc truy bắt lớn ngay lập tức được triển khai. May mắn thay, cấp dưới của Tiêu Triệt rất giỏi, anh ta đã tìm thấy cô gái, dẫn cô đến một khu vườn. Về phần các lính gác ở các nơi trong cung điện, chúng đã được thay thế một cách lén lút, kế hoạch của Tiêu Triệt đang dần phát huy hiệu quả. Ngày hôm sau, Tiêu Triệt đầy thương tích, anh sắp phải đối mặt với việc bị hành quyết, lúc này Vương Ẩn Từ không thể nhìn thấy cảnh đó, liền lao lên cứu người. Tuy nhiên, hoàng đế đã bắn một mũi tên lạnh lùng về phía hai người. May mắn thay, vào thời điểm then chốt, một người phụ tá đã đánh rơi mũi tên nó. Cuối cùng mọi người đã trở lại điểm đóng quân bên ngoài thành. Nhưng rồi tiêu triệt cuối cùng đã ngất đi, vương ẩn từ khóc không thành tiếng tại chỗ. Phía hoàng đế rất tức giận, ông ta lập tức yêu cầu thái giám thông báo cho phe vô tình, một khi tìm thấy tiêu triệt, sẽ giết ngay tại chỗ. Thấy vậy, hiền phi tiến lên an ủi hoàng đế, nhưng người đàn ông này hoàn toàn không để cho cô ta một cái nhìn tốt đẹp, đây là điều khiến người ta bất lực trong cung đình sâu thẳm sau khi đại phu kiểm tra tiêu triệt đã nói rằng cần phải có vị thuốc hồng hoa từ hoàng cung mới có thể điều trị được vì vậy vương uẩn từ và những người phụ tá đã ngụy trang quay trở lại thành vào ban đêm vương uẩn từ cuối cùng cũng đã lấy được thuốc đại phu ngay lập tức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp nhờ có sự bảo vệ của dược liệu hồng hoa tiêu triệt cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng vương uẩn từ đã trực tiếp canh gác tiêu triệt suốt đêm nhưng chàng trai vẫn chưa tỉnh lại lúc này một người phụ tá đến để lau người cho tiêu triệt khi phát hiện chàng trai có dấu hiệu chuyển động ngay lập tức đã gọi cô gái quay lại hai người tái ngộ không khí lập tức trở nên sáng sủa hơn nhiều người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt chính là bạn sau một thời gian tiêu triệt cơ bản đã hồi phục sức khỏe anh đã có thể sử dụng cung tên một cách thành thạo tuy nhiên vào lúc này người phụ tá báo cáo rằng hoàng đế đã phái nhiều sát thủ ra khỏi thành ngay sau đó họ thực sự đã tấn công tiêu triệt may mắn thay cả hai cùng vương uẩn từ phối hợp bắn một trận mưa tên cuối cùng đã tiêu diệt hết sát thủ. Vì hoàng đế đã ra tay tàn nhẫn, Tiêu Triệt quyết định tập hợp quân đội, chuẩn bị phản công hoàng đế một cách mạnh mẽ. Vương Uẩn Từ và Tiêu Triệt đã cùng nhau tìm đến chú của mình, mặc dù ban đầu người này cho rằng hai người là sát thủ, nhưng may mắn Vương Uẩn Từ đã dùng ký ức quá khứ để đánh thức chú mình. Cô gái cũng đã mở khóa chiếc hộp linh lung, cuối cùng xác nhận được danh tính của Vương Uẩn Từ. Cô gái hỏi chú mình về sự thật khi Tiêu Mặc giành ngôi vua, mặc dù người đàn ông cho rằng hoàng đế Tiêu Mặc thực sự không phải là người tốt, nhưng về vấn đề di trúc Chú của cô thực sự không hay biết, cô gái bị thất vọng. Khi hai bên đang muốn tiếp tục thảo luận, hoàng đế đã đến, Vương quẩn Từ và Tiêu Triệt lập tức trốn đi. Hoàng đế Tiêu Mặc cũng hỏi người đàn ông về chuyện Di Trúc, mặc dù vị lão giả giấu dèm khá tốt, nhưng Đại Bảo lại chen vào làm loạn, muốn chơi trò trốn tìm với hoàng đế, tình hình lập tức trở nên căng thẳng hơn. Rất nhanh, hoàng đế đi vào phòng bên và dường như anh ta sắp phát hiện nơi ẩn náu của Tiêu Triệt, may mắn thay hoàng đế chỉ quét dọn dưới gầm giường, cuối cùng chỉ tìm thấy Đại Bảo mà thôi sau khi trở về cung hoàng đế đã hỏi về tình hình của đoan vương và phu nhân ông yêu cầu nha hoàn tăng cường giám sát lực lượng tuy nhiên tiêu triệt đã sớm điều động quân đội ẩn náu trong cung chỉ sợ rằng sớm muộn gì cũng phải thay đổi triều đình ngày hôm sau một vị lão già đã lên tiếng nói về cái chết bí ẩn của hoàng hậu vương mặc dù hoàng đế cho rằng đoan vương đã nhận tội nhưng lão già không chấp nhận nhún nhường vì thế hoàng đế đã ra lệnh bắt giữ lão nhưng đúng lúc này tiêu triệt đã dẫn đầu một đội quân ập tới sau đó binh lính trong triều cũng đã đổi phe mọi người đã trực tiếp bắt giữ hoàng đế lúc này vương uẩn từ lại lấy ra di trúc của hoàng đế trước nội dung trong đó tuyên bố tiêu triệt kế vị như vậy phe của tiêu triệt đã thành công trong việc kiểm soát tình hình triều đình hóa ra di trúc được cất giữ trong hộp đồ chơi của đại bảo do vương uẩn từ sử dụng mật mã để mở khóa cũng chính vì sự tồn tại của di trúc mà lão già mới ra mặt giúp đỡ hai người rất nhanh sau khi được mọi người trong triều đình xác nhận tiêu triệt đã thành công trong việc phục hồi trật tự vị trí hoàng đế sắp được chuyển giao dù tiêu mặc sắp chết nhưng anh ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Tiêu Triệt đã trình bày về lý tưởng của mình không muốn nhận vương vị, anh không thể chịu đựng cách Tiêu Mặc tùy tiện giết người và tâm lý bạo ngược. Chỉ là Tiêu Mặc cho rằng tất cả những điều đó là kỹ thuật của một vị hoàng đế, ông cho rằng người không hiểu điều đó mới là Tiêu Triệt. Sau đó, chàng trai bất ngờ phun ra một lượng lớn máu tươi, lúc này anh mới nhận ra mình đã bị vương ẩn từ đầu độc. Vì cuộc đời đã sắp kết thúc, Tiêu Mặc định tự tử trên ngai vàng, nhưng Tiêu Triệt không để ông ta dễ dàng như vậy ông đã lên kế hoạch đưa tiêu mặc đến biên giới để trục tội bằng cách làm lao động khổ sai đây mới là hình phạt lớn nhất dành cho ông mọi chuyện đã đi đến hồi kết tiêu triệt sớm lên ngôi hoàng đế ông thay đổi niên hiệu nỗ lực cải cách và phục hồi đất nước mang lại cảnh tượng tươi sáng cho triều đình vào buổi tối tiêu triệt đến tìm vương uẩn tử nhưng cô gái đã viết thư từ biệt và dự định rời khỏi cung điện để tìm kiếm tự do và ý nghĩa cho cuộc sống của mình tiêu triệt không cam lòng chạy ra ngoài cổng nhưng cô gái đã thực sự đi rồi trước khi rời đi vương uẩn từ đến đền thờ nhìn ngắm bức tranh hoàng hậu của mình sau đó cô nhớ lại bản thân ngày xưa hai người gặp nhau trong khu vườn xuyên không gian và thời gian đây là lời từ biệt của vương uẩn từ với quá khứ của mình giờ đây cô muốn sống sót với danh tính là con gái nhà giang rất nhanh tiêu triệt đã đến nơi ông vội vàng đuổi theo cô gái nhưng vương uẩn từ chỉ lắc đầu với chàng trai duyên phận giữa họ đã hết vương uẩn từ cuối cùng sẽ sống một mình cùng sẽ tiêu triệt đau đớn tột cùng anh thực sự rất đau lòng ngày hôm sau nhiều quan lại muốn tiêu triệt chọn phi tần nhưng tiêu triệt đã trực tiếp bãi bỏ chế độ chọn phi có vẻ như ông sẽ sống cô độc mặt khác tiêu mặc đang bị các binh sĩ đuổi đánh tuy nhiên bất ngờ hai binh sĩ lại ngã xuống đất hóa ra trước đây một thái giám đã đưa độc dược cho tiêu mặc và bây giờ việc đầu độc đã thành công tiêu mặc lại chuẩn bị gây rối ở phía thành lầu tiêu triệt vẫn đang nhìn xa xăm anh đang nhớ về vương uẩn tử đến nỗi không chịu ăn uống gì vì vậy người phụ tá lập tức tìm cô gái anh hy vọng Vương Uẩn Từ có thể cứu giúp đương kim hoàng thượng. Ngay sau đó, cô gái thật sự đã đến dưới thành lũy, hai người đầy tâm sự lại gặp nhau, Vương Uẩn Từ hy vọng Tiêu Triệt có thể buông bỏ ám ảnh, từ bỏ ảo tưởng về mình. Nhưng Tiêu Triệt dù thế nào cũng muốn Vương Uẩn Từ làm vợ mình. Khi nghe Tiêu Triệt tuyên bố chủ quyền ngay tại chỗ, Vương Uẩn Từ lại nói rằng mình là thân thể tàn phế, cô cảm thấy mình không xứng đáng với Tiêu Triệt. Khi cô gái bị dồn đến đường cùng, cô thẳng thừng nói rằng Tiêu Triệt chỉ là con cờ trong kế hoạch trả thù của mình. Tuy nhiên, dù thế nào tiêu triệt cũng sẵn lòng chờ đợi cuối cùng vương uẩn từ đành rút châm cài định tự tử điều này mới khiến tiêu triệt chấp nhận thực tế vì thế hai người đã chia tay vương uẩn từ cuối cùng đã rời khỏi hoàng cung tuy nhiên ngay khi cô bước ra khỏi cửa cô bỗng nhiên nôn ra máu và ngã xuống sau khi được các thái y chữa trị họ nói rằng cô bị nhiễm độc bằng lăng rất nặng việc tỉnh lại có phần khó khăn may mắn chỉ vài ngày sau vương uẩn từ đã tỉnh lại tiêu triệt vội vàng bỏ lại công việc để đến thăm cô bây giờ tiêu triệt đã đồng ý chọn phi điều này cho thấy rằng chàng trai có lẽ đã buông bỏ vương uẩn tử từ. từ nay về sau mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên bình thường hơn nhiều vào buổi tối họ đã đến chợ tối để dạo phố tiêu triệt mua táo tàu cho đại bảo và vương uẩn từ thưởng thức chàng trai và cô gái có sự ăn ý khi chia sẻ ăn táo tàu suýt chút nữa đã hôn nhau sau đó vương uẩn từ thử chơi trò ném bình mặc dù kỹ năng của cô không tốt nhưng dưới sự điều khiển của tiêu triệt cô liên tục trúng đích và đại bảo rất nhanh đã nhận được món quà mà cậu bé mong muốn tuy nhiên trong khi đó tiêu mặc vẫn luôn theo dõi mọi thứ từ hậu trường rất nhanh cơn mưa lớn bắt đầu rơi vương uẩn từ vì kỳ kinh nguyệt đến nên cảm thấy khó chịu cô tìm đến một gia đình để tìm chỗ tiện nghi bà chủ nhà rất nhiệt tình chủ động mang chăn đến cho hai người qua đêm tiêu triệt đã dùng trứng để giúp vương uẩn từ làm dịu cơn đau bụng sau một thời gian hai người lại ngồi trong sân nhìn sao vương uẩn từ cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống yên bình này cô cảm ơn tiêu triệt nhờ có sự giúp đỡ của chàng trai mà cô mới có thể sống lại cuộc đời này Đúng lúc đó, một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, Vương Uẩn Từ lập tức ước nguyện, hy vọng trong kiếp sau có thể ở bên cạnh Tiêu Triệt. Đêm đó, hai người dựa vào nhau, trải qua một đêm vô cùng ngọt ngào. Ngày mới, các quan lại đã báo cho Tiêu Triệt tin tức rằng nhân dân đang sống trong an bình và hạnh phúc. Thời kỳ thịnh vượng sắp đến, Tiêu Triệt cảm thấy rất hài lòng, anh cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm với tổ tiên. Bên cạnh đó, Vương Uẩn Từ nhận được một bức thư, thông báo rằng một người anh rể bí ẩn đã dẫn đại bảo đi thả diều, điều này đã khiến vương uẩn từ lập tức lo lắng quả nhiên người hẹn gặp vương uẩn từ tại đền thờ hoàng hậu chính là tiêu mặc người đã bắt cóc đại bảo và thông qua việc đại bảo nhận ra chị gái để suy đoán rằng vương uẩn từ đã trở lại để cứu đại bảo vương uẩn từ nói rằng cô có thể đánh đổi mạng sống của mình tiêu mặc không hành động mà bắt đầu nói về tình yêu của mình dành cho hoàng hậu anh ta chỉ vì quyền lực mà đã giết chết nhiều người nội tâm anh ta thực sự rất đau khổ tuy nhiên vương uẩn từ rất rõ ràng chính mình là người đã bị tiêu mặc giết chết người đàn ông này không có lý do gì để biện minh hai bên đã cãi vã lớn không ai thuyết phục được ai tiêu mặc rất xảo quyệt đã trôn một lượng lớn thuốc nổ dưới đền nếu tiêu triệt dám dẫn người đến cứu vương uẩn tử tiêu mặc sẽ khiến tất cả mọi người cùng chết ngay sau đó tiêu triệt đã đến anh ta bắn hạ tiêu mặc bằng một mũi tên và tự mình cứu đại bảo nhưng ngay lúc đó tiêu mặc đã kích hoạt cơ chế khiến những khúc gỗ rơi xuống đè lên vương uẩn tử may mắn thay tiêu triệt đã kịp quay lại và cứu được vương uẩn tử nhưng chính anh lại bị gỗ đánh trúng lưng giờ đây tiêu mặc đang hấp hối và cả tiêu triệt có lẽ cũng sẽ chết trong đền này nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của vương uẩn tử tiêu triệt ngay lập tức tuyên bố tình yêu của mình dành cho cô anh ấy hy vọng kiếp sau có thể ở bên cạnh cô gái ngay sau đó bàn tay của anh từ từ rũ xuống thấy vậy vương uẩn tử cũng vô cùng lo lắng cô đặt viên ngọc phỉ thúy vào tay tiêu triệt bày tỏ rằng kiếp sau cô sẵn lòng gả cho tiêu triệt trong khoảnh khắc vương uẩn tử đã trở lại thân xác ban đầu cô dường như chỉ vừa trải qua một giấc mơ tuy nhiên sau khi hỏi các vệ sĩ bên ngoài vương uẩn từ lại biết rằng tất cả những điều này đều là sự thật hôm nay là ngày cô đi đến núi văn phong nơi vương uẩn từ sẽ gặp một nhóm cướp nhóm cướp này sẽ cướp đi đại bảo cho đến khi tiêu mặc đến đại bảo mới được giải cứu vì vậy vương uẩn từ đã thay đổi lộ trình cô tìm đến tiêu triệt đang đeo mặt nạ và giải cứu anh từ tay một băng nhóm cướp đúng vậy hai người đã tái ngộ bất ngờ trong mắt tiêu triệt cô gái biến thành giang cẩm ly hai người gặp lại nhau với danh tính của chính mình khi cô gái tháo mặt nạ bên trong lại xuất hiện khuôn mặt của tiêu triệt cuối cùng câu chuyện kết thúc trong tiếng cười của hai người họ siết chặt trong vòng tay của nhau đôi lứa yêu nhau cuối cùng cũng có thể bên nhau mãi mãi